không có tiền đồng chí ở đây. Chúng tôi là dân ở các cái địa phương đến đây. Ông cứ mang tất cả dụng cụ live stream gì ra đây để nói chuyện với chúng tôi. Cứ quay hết trong nhà. Tôi mời ông Nguyễn Duy Tân ra để mà gặp dân chúng tôi đây. Có thể là đối thoại. Nếu như mà ông muốn đối thoại với chúng tôi á, thì chúng tôi sẽ cùng ngồi xuống và đối thoại với ông. Nhưng mà nếu như ông không có ra mặt và cùng với chúng tôi đối thoại, thì chúng tôi sẽ có cái biện pháp để mà có cái thái độ gọi là trừng phạt ông ở tại ngay cái vị trí này, ở ngay tại cái giáo xứ Pháp Hoàng Hoa này. Alo, chúng tôi là những người công giáo, những người giáo dân yêu cầu ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân ra đối thoại trực tiếp với chúng tôi. Chúng tôi đề nghị ông Linh Mục Nguyễn Duy Tân ra đây để đối thoại với chúng tôi các cái nội dung sau đây. Thứ nhất á, xin phép ông trả lời tại sao dám xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, xuyên tạc và bịa đặt về cái sự nghiệp và thân thế của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cái điều thứ hai là tại sao ông là linh mục, là quan chức của quốc gia Vatican mà ông lại dám lên mạng xã hội tổ chức trưng cầu dân ý đòi phế bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ thể chế chính trị Việt Nam. Điều thứ ba là tại sao ông là một linh mục đang hoạt động tôn giáo tại Việt Nam lại đòi lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam và không công nhận ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng đất nước của quân đội nhân dân Việt Nam, của nhân dân Việt Nam. Chúng tôi mời ông Nguyễn Duy Tân. Chúng tôi xin mời ông Nguyễn Duy Tân ra đối thoại với người dân chúng tôi. Chúng tôi là những người dân đến từ thành phố Hồ Chí Minh và từ các tỉnh miền Tây như Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An đến đây để là yêu cầu ông đối thoại về những hành vi mà chống phá lại cái hòa bình của Việt Nam, chống phá lại nhà nước Việt Nam, đòi lật đổ thể chế chính trị ở Việt Nam. Chúng tôi yêu cầu ông trả lời tại sao ông lại xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi đến đây là để yêu cầu ông Nguyễn Duy Tân ra đối thoại với những người dân chúng tôi này. Tôi đối thoại với các anh được rồi. À, tôi tệ ông Nguyễn Duy Tân chứ tôi không có đối thoại với anh. Tại ông Nguyễn Duy Tân là người phát ngôn ra những cái phát ngôn kia, cho nên là chúng tôi tìm ông ấy. Các anh là ai? Chúng tôi là những người dân đến đây để yêu cầu đối thoại. Bây giờ đối thoại với tôi. Chúng tôi muốn gặp ông Nguyễn Duy Tân. Tôi muốn gặp ông Nguyễn Duy Tân. Các anh là? Chúng tôi là người dân. Tôi là người dân. Tôi là người giáo dân. Các anh là giáo dân không? Các anh giáo dân ở đâu? Ở xứ nào? Bây giờ chúng tôi đối thoại với ông Nguyễn Duy Tân. Ở xứ nào? Chúng tôi muốn đối thoại với ông Nguyễn Duy Tân. Người dân mà các anh ở đâu? Chúng tôi muốn gặp ông Nguyễn Duy Tân chứ không phải muốn gặp anh. Bây giờ tôi nói với các anh như này nha. Mời ông Nguyễn Duy Tân ra đối chất với dân. Chúng tôi là có giáo dân.
các anh là những người giáo dân ở đâu chúng tôi không biết, nhưng mà các anh đến đây á với những cái thái độ như thế này. Chúng tôi đến đây gặp các Nguyễn Duy Tân, chúng tôi đối thoại. Chúng tôi nói ôn hòa. Cha xứ tôi không có ở nhà. Tôi nói này, bây giờ im lặng. Tôi nói với anh này, chúng tôi để đến đối thoại. Anh cứ nói đi. Chúng tôi nói chuyện. Nếu ông không nói chuyện thì chúng tôi sẽ chứng minh có phỉ báng cái đất nước này. Ôn hòa mà. Chúng tôi nói chuyện rất là ôn hòa. Chúng tôi muốn nói thoại với ông Nguyễn Duy Tân. Kính thưa bà con, linh mục Nguyễn Duy Tân là giáo sĩ của giáo hội Công giáo Roma, là quan chức của quốc gia Vatican. Hoạt động của một linh mục là hướng dẫn cho giáo dân biết kính Chúa vậy. Mời ông Nguyễn Duy Tân. Giáo dân cực đoan đang phản ứng. Gọi công an tới luôn. Yêu cầu đó rồi. Họ đòi đóng cửa. Yêu cầu đó rồi trực tiếp. Giáo dân đòi đóng cửa. Giáo dân cực đoan ở đây. Anh nói cho cẩn thận. Chúng tôi tới với mục đích ôn hòa. Ôn hòa. Chúng tôi tới đất ôn hòa. Ở đây có giáo sư Trung. Giáo dân gửi thề đuổi cha đuổi mẹ. Chúng tôi muốn nói lại với linh mục Nguyễn Duy Tân. Giáo dân rất cực đoan. Chúng tôi yêu cầu được đối thoại với linh mục Nguyễn Duy Tân. Chúng tôi tới nói chuyện rất là ôn hòa, nhưng giáo dân ở đây ngăn cản rất cực đoan. Vậy cái thái độ của ông Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh là thái độ gì? Chúng tôi nhà nước chịu, chúng tôi là người dân, chúng tôi bức xúc. Chúng tôi là người dân, chúng tôi bức xúc vì thái độ của Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh của chúng tôi. Chúng tôi tới đây rất ôn hòa, yêu cầu đối thoại ôn hòa với linh mục Nguyễn Duy Tân. Vì vậy chúng tôi được yêu cầu đối thoại, đây là lý do chính đáng mà chúng tôi đến đây ngày hôm nay. Vì vậy chúng tôi yêu cầu được đối thoại với linh mục Nguyễn Duy Tân. Kính thưa bà con, rất nhiều giáo dân cực đoan ở đây. Một linh mục là hướng dẫn cho giáo dân biết kính Chúa và yêu người, làm những việc làm phúc đức, hướng dẫn giáo dân tinh thần yêu thương, đoàn kết giúp đỡ nhau trong cộng đoàn và xã hội. Chúng tôi là giáo dân tin Chúa yêu nước. Chúng tôi không có chấp nhận cái việc mà xuyên tạc của linh mục Nguyễn Duy Tân. Ngoài ra một linh mục là một công dân bản địa thì lại càng phải thể hiện tinh thần dân tộc và lòng yêu nước. Ông hãy nói rõ thì sao ông lại xuyên tạc Chủ tịch Hồ Chí Minh? Ông lại đi ra đây. Linh mục Nguyễn Duy Tân, ông phải nói rõ, ông phải chịu trách nhiệm. Ông phải chịu trách nhiệm trước lời nói của ông. Cái gì? Phải chịu trách nhiệm trước lời nói của ông. Nói cái gì? Tôi nói chuyện với Nguyễn Duy Tân, tôi không nói chuyện với anh. Không, nhưng mà đây là người Tân, ông Tân. Tôi nói chuyện với anh. Là cha của giáo sứ, một người cha bên này, đừng có xâm phạm và tôi tránh ngưỡng. Tôi là giáo dân, tôi kính Chúa yêu nước. Không, kính Chúa yêu nước, cái này là không có, cái này là không có được. Không, vâng, giáo dân cực đoan ở đây. Cái này là không. Giáo dân ở đây rất cực đoan, chúng tôi nói chuyện rất là đàng hoàng. Ở đây linh mục Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Và linh mục Nguyễn Duy Tân đã đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Tôi không nói anh muốn nói nhà một giáo dân ở giáo xứ Cao Lãnh. Cảm ơn con. Mời con đi ra ngoài.
Còn đây bây giờ chú báo với con tình hình an ninh ở giáo xứ Tàu Hòa rất là ổn định. Chúng tôi yêu cầu đối thoại với linh mục Nguyễn Duy Tân. Chúng tôi yêu cầu đối thoại ông Hòa với linh mục Nguyễn Duy Tân. Linh mục Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm đến tinh thần dân tộc Việt Nam, vì vậy chúng tôi yêu cầu được đối thoại với linh mục Nguyễn Duy Tân. Tôi là người đại diện giáo đi. Người dân ở đây đã khóa cổng lại. Chúng ta cứ để họ đóng cổng lại. Người dân đã đóng cổng lại và nhốt chúng tôi trái phép ở trong giáo xứ này. Linh mục Nguyễn Duy Tân thì đứng trong nhà livestream. Linh mục Nguyễn Duy Tân đang đứng trong nhà livestream. À, có người giáo dân ở đây đòi đánh chúng tôi. À, người ta còn lượm đá lên là đóng livestream, tôi cũng có quyền livestream. Người ta không phải đất tụi mày. Linh mục Nguyễn Duy Tân thì đang đứng trong nhà và livestream để cho giáo dân ở ngoài này họ ngăn cản. Còn linh mục thì đóng khóa trái cửa và livestream. Rất là đàng hoàng. Chúng tôi tới đây với mục đích ôn hòa đối thoại, yêu cầu linh mục Nguyễn Duy Tân phải nói rõ, phải chịu trách nhiệm về những lời nói của mình ở trên mạng xã hội về việc xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh, đòi lật đổ chính quyền Việt Nam. Đề nghị linh mục Nguyễn Duy Tân phải nói rõ cho dân biết. Linh mục Nguyễn Duy Tân hiện tại đang khóa trái cửa, đứng trong nhà và livestream qua cửa sổ thôi, không có ra đối thoại với mọi người. Linh mục Nguyễn Duy Tân đã kêu gọi giáo dân ở đây tới để gây khó dễ cho cái cuộc nói chuyện ôn hòa này. Hồ Chí Minh. Tôi không đồng ý những người mà rất nghiêm túc lấy danh Chúa ta để mà xúc phạm chủ tịch Hồ Chí Minh. Chứ nếu không xảy ra chuyện lớn. Dạ. Cái này chúng tôi rất là ôn hòa. Bây giờ nếu không muốn thì chúng tôi vô. Linh mục Nguyễn Duy Tân nghĩ sẽ khóa trái cửa và đang livestream qua cửa sổ.
khóa tay các cửa lại. Không cho ra đâu. Tôi nói nếu cầu đúng rồi thì phải qua cái hàng. Qua qua. Có đại diện của giáo sư Mạnh bây giờ tôi mời hai anh mày. Thế chúng ta nói chuyện với nhau một cách trật tự. Ta lấy quyền của mình ngồi ăn rồi tới đây phản đối thì cứ vậy. Có luật pháp. Nếu cha ta nói có luật pháp. Anh đến nhà tôi. Có tài không? Không đến nhà anh. Lên đây. Anh cảm thấy không chúng tôi. Anh có bị nguy hiểm linh mục. Ở đây chúng tôi nói, ở đây chúng tôi nói một điều mà bác cho nghe tôi nói nè. Linh mục Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam và nhà nước Việt. Được, chúng tôi hỏi anh, chú nghe tôi nói. Chúng anh khoan khoan, bây giờ anh nói rồi, tôi hỏi anh em chưa nói. Tôi chưa có nói mà. Tôi chưa nói xong. Rồi nên nói xong. Linh mục Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi lật đổ nhà nước Việt Nam, đòi trưng cầu dân ý và dùng thân phận linh mục của mình để làm tất cả những việc đó. Vì vậy cho nên ông ấy đã dùng thân phận và đại diện cho giáo xứ này để đi làm những việc đó. Bởi vì ông ta là một người đại diện cho giáo xứ này nên chúng tôi phải đi theo ta đây. Bây giờ anh nói có cái bằng chứng có chúng tôi có chứng rất đầy đủ. Chúng tôi đã có bằng chứng rất đầy đủ mới tới đây. Và vì vậy cho nên linh mục Nguyễn Duy Tân đã xúc phạm đến cái tư tưởng bảy cái tinh thần dân tộc và cái nhà tất cả người dân, mà chúng tôi là những người yêu nước, chúng tôi mong muốn điều đó. Cho nên ở đây không nói tới những nhà, mà vì linh mục Nguyễn Duy Tân đã muốn lật đổ thể chế chính trị, muốn làm loạn đất nước này, muốn gây nên chiến tranh. Vì vậy cho nên chúng tôi là bất kể người dân nào cũng có thể đến đây với chúng tôi. Linh mục Nguyễn Duy Tân là kẻ phản quốc, vì vậy cho nên chúng tôi được quyền đến đây và không phải là nhà mà là đến gặp riêng linh mục Nguyễn Duy Tân, một quan chức của giáo hội Công giáo Roma. Cái ý định đến đây của anh là được đặt nói ra. Bây giờ tôi hỏi lại các bạn. Đầu tiên tôi xin giới thiệu với anh, tôi là ban tôn giáo. Anh tên là gì? Tôi tên là Linh. Tôi là Nguyễn Trọng Nghĩa. Tôi tên là Nguyễn Trọng Nghĩa. Tôi ở giáo xứ Cao Lãnh. Anh có phải là người Công giáo? Tôi là người Công giáo. Tên hắn tôi là Paulo. Không, cái chuyện đó là chuyện của người ta. Cái hậu quả của người ta chúng tôi đây nè. Linh mục theo như anh nói là xúc phạm Bác Hồ, đòi lật đổ chế độ, đúng không? Đúng. Tất cả những cái đó anh có bằng chứng, đúng không? Có bằng chứng video hết. Anh có quyền đưa ra pháp luật, nhưng anh không nên đến đây để hỏi. Chúng tôi không đến đây hỏi luật. Chúng tôi muốn đến đây hỏi. Anh thấy như vậy linh mục có vi phạm pháp luật không? Vì linh mục đã vi phạm luật pháp. Linh mục vi phạm luật pháp. Anh là có phải là người? Chúng tôi đến đây để hỏi linh mục Nguyễn Duy Tân nguyên do nào đã nói và làm những điều đó. Anh có quyền hỏi và linh mục có quyền không trả lời. Anh không phải. Vì vậy chúng tôi, nếu anh là luật pháp, chúng tôi là những người dân cũng có quyền biểu thị ý kiến của mình. Anh biểu thị ở trên mạng đi cha. Không, vậy là ông cũng biết là ông cha đã lên trên mạng làm gì? Lên mạng chỉ nói những điều mà tôi không cho sai. Có nghĩa là ông và ông cha và linh mục Nguyễn Duy Tân đó đã là cùng đồng phạm một ý kiến với nhau. Có nghĩa là anh đang đến đây với một tư cách không phải là biểu thị cái phản đối này mà muốn gây chuyện. Ở đây chúng tôi anh không phải cả thời đúng không? Anh là người dân chúng tôi. Tôi là người dân. Tôi cũng bức xúc cha tôi. Anh cũng bức xúc cha. Không, thế thì anh có quyền phạt anh bằng cách khác. Nếu góp ý làm sai quá chúng tôi viên luôn cái tài sao lại kéo nhau lên đây với loa với biểu diễn như thế này. Chúng tôi nếu rất là bực bội thì anh sao? Chúng tôi đã rất là bực bội về những điều đó. Anh bực bội anh có quyền phạt anh như cha là không. Chúng tôi đến đây là để chúng tôi biểu thị ý kiến của mình với linh mục này. Anh biểu thị như thế này là vô tình anh làm rối trật tự anh xã hội, gây mất đoàn kết. Sao đồng giáo sư này? Rồi được, tôi sẽ cố gắng tôi còn nói chuyện đây nè. Không. Tôi đề nghị anh em xin lỗi anh em đã vì anh em những cái hành động như thế này. Cờ, rồi băng rôn, điêu hướng, rồi tái dính và xin lỗi. Trước tiên chúng tôi đề nghị linh mục Nguyễn Duy Tân giải thích về lời nói của linh mục Nguyễn Duy Tân. Bây giờ một ảnh hàng của người tôi nó được ra được. Con kéo một chiếc xe ra được. Bây giờ ông là đại diện ban hành giáo đúng không? Tôi không phải đại diện. Hồi nãy ông mới giới thiệu ông là ban hành giáo. Ban hành giáo chứ không phải đại diện ban hành giáo. Ban hành giáo là chung. Tất cả ai cũng đại diện được hết. Phải có ai đại diện? Đã có ban là phải có. Thế bây giờ đại diện chung. Đây là nhà chung, tôi đại diện ai? Mọi người là một người dân đến đây. Tôi là một người dân. Ở đây là tại sao? Khoan. Thế thì mời. Nếu ai muốn trao đổi thì xin mời ngồi. Tôi ngồi. Xin mời. Mọi người muốn trao đổi, tụi tôi vô trao đổi trong khi mọi người đứng rất là đông ở đây. Gây áp lực như vậy thì chúng ta không làm như không có không mà trao đổi. Bây giờ tôi làm loạn nhưng không có không mà trao đổi. Đây là không phải là loạn. Ở đây chúng ta không có gì làm trao đổi. Làm loạn cũng lên cho câu ở đây nè. Mình là nông dân, mình có công ăn việc làm của mình, người ta rảnh rỗi, người ta muốn trao đổi chỗ nào trao đổi. Mình công việc rất nhiều.
đây là vô phá nhà thờ tôi nè, tôi đuổi ra. Chúng tôi hoàn toàn không phá, chúng tôi nói chuyện rất là đàng hoàng. Chúng tôi nói chuyện rất là đàng hoàng. Và các vị cầm đá, các vị rồi đánh chúng tôi, chứ chúng tôi hoàn toàn không có. Đàng hoàng mà ông đưa đây, ông không tìm thấy ai, ông căng mâm đôm ra đây. Ở đây, đây ông đối thoại cho tâm, ông mời cho tâm ra ông đối thoại. Ở đây là chúng tôi không. Chúng tôi đã mời. Ông kém ở đây một bình cha làm sao cho ra. Bây giờ có anh rồi. Bây giờ nè, bây giờ có mọi người nè, có cả đoàn nghe. Ông kém đây một mày. Ok. Ta có một bây giờ có các anh các chú ở đây thì không không trả lời giúp mặt đó. Bây giờ cần làm một cái đội anh làm như vậy đó. Ở đây em yêu cầu không có được. Anh giờ có một cái bây giờ anh kéo vào đây. Bây giờ đã làm việc đúng không? Bây giờ làm việc, bây giờ đang làm việc. Đang làm việc. Tôi đề nghị về này. Cha tân sai sót cái gì chúng tôi giải quyết chứ không phải các anh giải quyết. Các anh có quyền phản đối nhưng anh không có quyền giải quyết. Chính quyền các anh làm đến đây. Chúng tôi đến đây để phản đối và yêu cầu cha giải thích lời nói của cha. Cha cần phải chịu trách nhiệm trước những lời nói xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh của cha. Nguyễn Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chúng tôi là những người yêu Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng tôi có quyền làm việc đó. Tôi không yêu phải sao? Tôi không yêu. Các bác yêu, Chủ tịch Hồ Chí Minh vì sao cha xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh? Là các bác lại ủng hộ và bao che. Rất là nhiều giáo dân gây áp lực lên nghĩa. Dạ con nghe lời bác. Bây giờ con nghe lời bác luôn. Bây giờ vậy nè, chúng tôi đến đây với mục đích là muốn linh mục Nguyễn Duy Tân nói rõ tại sao lại xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bởi vì đã làm nó xúc phạm tinh thần của chúng tôi. Thứ hai nữa là mọi người có thể khác quan điểm với tôi nhưng phải giải thích cho được là linh mục Nguyễn Duy Tân tại sao đòi lập tổ nhà nước này. Cái đó là cái quyền của linh mục Nguyễn Duy Tân thì đứng ở trong livestream và không có ra ngoài này. Nhưng linh mục Nguyễn Duy Tân dùng áo nhà dòng và dùng chức vụ linh mục của mình để kêu gọi điều đó. Anh có thể giải quyết. Xin lỗi. Bây giờ này, em hỏi các anh này. Có thể thay mặt đại diện ở đây được không? Bây giờ có các bác các chú rất là đông đây thì các bác các chú có thể bảo đảm an toàn cho linh mục Nguyễn Duy Tân, mời linh mục Nguyễn Duy Tân ra đây ngồi nói chuyện đàng hoàng. Chúng thì bởi vậy mới gọi lúc cứ đâu. Bởi vậy chúng tôi mới nhờ các anh mời các anh đặt lúc cứ đồng quy thôi. Vậy chứ rảnh lên mạng livestream và nói xấu chính quyền cũng như là xúc phạm lãnh tụ Hồ Chí Minh thì sao? Nếu đầu tiên các anh đến mà với tinh thần mà nói chuyện với nhau thoải mái thì cứ đem lăng cô, đem điều nữ đừng nói gì cả. Thì đâu sai đấy chứ nhé. Con cũng là giáo dân, con nói thiệt con rất là bức xúc, đừng có lợi dụng Thiên Chúa để mà đi làm việc xấu. Chúa không có sai, Chúa dạy cho con người á sống tốt tốt đời đẹp đạo. Con cũng là đạo Thiên Chúa. Tìm người nào cũng tôi biết. Tại vì em thấy cha cũng gian lên, cha đang trên mạng xã hội. Cha đang trên mạng xã hội. Tôi ở Đồng Tháp, ở giáo xứ Cao Lãnh. Ở đây ở Hồng Giang và đây Đồng Tháp. Đúng. Rồi xin lỗi anh, em ở Sài Gòn. Ở đây Sài Gòn, nhưng mà là Sài Gòn, Đồng Tháp và Hồng Giang. Còn nữa, còn Tiền Giang, Long An. Còn như vậy là các anh có một sự bàn soạn với nhau. Đúng vậy, chúng tôi đến đây với sự bàn soạn. Toàn quốc rất là bức xúc. Bây giờ ở chúng tôi bức xúc thật sự đấy. Đúng, anh bức xúc. Tôi cũng nghe nhiều người bức xúc lắm. Nhưng mà cái chuyện mà cha làm như vậy bức xúc thì ai sẽ là người giải quyết vấn đề? Chúng tôi đang biểu hiện thái độ phản đối đối với linh mục của Duy Tân xúc phạm Chủ tịch Hồ Chí Minh và đòi lật đổ nhà nước Việt Nam. Tôi công nhận anh yêu nước, nhưng anh bị có hiện thái độ như thế nào để cho dân chúng nó bằng yên? Bây giờ thấy công an vào này, bởi vì chúng tôi thấy công an vào này. Đây, thế thì làm sao mà bằng yên được? Chúng tôi báo cáo với anh công an này. Vô đây đeo đeo vô đây mấy chục người kéo băng luôn từ vô nhà thờ tụi tôi biểu ngữ là lo làm như vậy có được cái đâu mà bây giờ ví dụ tôi đem cái băng luôn biểu ngữ anh vô đây có xin phép trả ra đi vô đây làm loạn vậy anh cảm thấy được thì tụi tôi được mấy anh vô đây có xin phép cái băng luôn tôi trả lời đó là quyền của linh mục Duy Tân và chúng tôi cũng đây là điều đó là nhà chung của tụi tôi đã cầm băng luôn để đâu kia linh nguyện mục Duy Tân đến giáo xứ không mà làm cái đó là những cái điều nói nhiều. Bây giờ,
Chúng tôi ở Đồng Tháp. Tôi ở Đồng Tháp. Đồng Tháp Tây Ninh. Mời mấy chú mấy anh chúng ta ra xã. Vô hội trường ủy ban nhân xã đi làm việc. Đó, ông muốn gì vậy? Tôi mời lên một ủy ban nhân xã. Tại sao? Mời lên một ủy ban nhân ra hội trường xã làm việc. Tôi bình tĩnh, chúng tôi phản đối những người mượn danh Thiên Chúa để đi làm chuyện chính trị và đòi lập tổ chức quyền. Làm gì trái pháp luật? Đó, giám dân đang đòi đập tôi, một đứa con gái không có tay tay, không có tắt. Giáo dân đang đòi đập tôi, một đứa con gái tay không có sắt. Những người đàn ông lực lượng đây đang đòi đập tôi. Một đứa con gái tay không có sắt. Bây giờ có ông trưởng ban công an xã không? Để cho ông trưởng ban công an xã làm việc là như thế nào để cho chúng tôi giáo dân chúng tôi không có chấp nhận được hay không? Còn khi giáo dân chúng tôi không chấp nhận được thì lúc đó chúng ta sẽ có cách hành khác không? Bây giờ ở đây có ông trưởng ban công an xã như ở đây và tất cả các anh em chúng ta biết được gì? Tôi tuyên bố với toàn đoàn chúng ta này, nếu như cần kiếm thì tôi sẽ là người kiếm đầu tiên. Cho nên các anh em phải nghe tôi, không? Bởi vì chúng ta là có chính quyền. Đó, và những người này là những người đến đây gây rối, sập cơ công tộc ở nơi địa phương và giao hữu chúng ta. Tôi thông báo cho anh biết, xã chúng tôi là xã gì? Ấp chúng tôi là một ấp an ninh rất tốt ở địa bàn này. Mà các anh là một cái người ở đây chúng tôi không biết. Các anh đến đây với cái thái độ thanh tra chứ chúng tôi, mà các anh cầm biểu ngữ băng thôn. Rồi các anh cầm loa, cầm đài, cầm cờ, không? Mà các anh dùng cái thái độ đó, tổng đoàn giáo sư chúng tôi không chấp nhận. Với cái thái độ của các anh, chúng tôi sẽ không chấp nhận cái thái độ của các anh. Chính vì thế, ví dụ người ta vô nhà anh treo văn ngôn biểu ngữ rồi. Hồi nãy các anh phải nói là các anh diện 113, các anh là người của nhà nước hả? Chúng tôi thấy là người nhà nước đúng không? Chúng tôi thấy cái gì là cái anh đúng không? Anh đóng cửa lại buộc chúng tôi phải gọi. Tại vì anh vô nó chìm phải. Tôi phải đi.
Các anh thầy thương thế, đất này là đất của tập đoàn giáo xứ Thọ Hoàng, không của riêng ai nữa. Đây là những người của tập đoàn giáo xứ Thọ Hoàng. Mà các anh đến đây, các anh dùng những cái lời lẽ, đó, các anh kích động, các anh dùng những cái lời thiếu tế nhị đối với linh mục, tức là cha xứ của chúng tôi. Đó, và các anh lại đi với một cái nhóm người như thế này. Thì thứ nhất là chúng tôi không chấp nhận, đồng thời khi hỏi thì các anh nói là các anh là người giáo dân của một giáo xứ khác. Các anh là một người giáo dân, các anh đến đây bắt đầu về. Tôi xin nói với các anh luôn, giáo dân khắp thế giới của chúng tôi không có ai có một cái thái độ. Giáo dân của chú trong khắp thế giới này không có ai có một cái thái độ như chú con về như thế này đâu. Anh nói thưa bác, xin phép được trình bày với bác, xin phép được trình bày với bác. Bởi vì linh mục Nguyễn Duy Tân buộc chúng tôi không thể gọi bằng cha được. Không, cái chuyện anh gọi là cái gì tôi không quan trọng. Không, anh gọi là cái gì cũng được. Tôi quan trọng cái gì của anh tao. Anh không cảm thấy. Giáo dân đe dọa. Giáo dân đe dọa. Giáo dân rất là cực đoan. Giáo dân đòi đánh. Bên này không đối thoại nữa nha. Không đến đi. Không đối thoại nữa. Chúng tôi ôn hòa nhưng mà họ hoàn toàn không ôn hòa. Bây giờ các anh phải xin lỗi người dân nha. Bây giờ xin lỗi các anh, ai là người đại diện trong nhóm các anh? Chú ơi, chú mời con vào đây. Chú mời con là trưởng công an xã, giới thiệu với tất cả các anh, đây là trưởng công an xã của chúng tôi. Rồi các anh có một người đại diện vô để gặp ban hành giáo chúng tôi và gặp bên chính quyền để cho chúng tôi biết tên của các anh. Đó, rồi giới thiệu các anh, một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến hậu tạ các anh. Đó, với những cái hành động đó và những cái cử chỉ của các anh mà đến nơi giáo xứ này mà các anh là có những cái thái độ và đi đông người đàn áp như thế là không được. Rồi mời anh. Chúng tôi tới nói chuyện rất là ôn hòa, nhưng mà dường như người dân ở đây hoàn toàn không ôn hòa tí nào. Rồi mời đây, mời. Linh mục Nguyễn Duy Tân thì vẫn đứng trong cửa sổ và live stream ra. Tôi đứng lại với tất cả bà con giáo dân là chúng ta cứ bình tĩnh. Tất cả những ai có điện thoại quay phim chúng ta cứ việc quay phim, cứ mạng thoải mái. Giáo xứ Đò là chúng ta 40 mấy năm chưa bao giờ có như ngày hôm nay. Mà các anh, chú tôi nghĩ là các anh là một cái bọn người gây rối ở cái nơi nào á. Đó, nơi nào đó mà các anh vừa đây. Đề nghị xin mời Linh mục Nguyễn Duy Tân ra đối thoại. Bởi vì người ta xấu hổ, đúng rồi, người ta làm chuyện xấu là người ta xấu hổ, người ta bị mặt. Chúng tôi đưa mặt mộc ra nè. Đó, giáo dân ở đây rất là cực đoan, mọi người thấy. Anh Nghĩa Trọng Nghĩa đã ngồi xuống để nói chuyện rất là ôn hòa. Và Linh mục Nguyễn Duy Tân vẫn đứng trong cửa sổ và live stream ra thôi chứ không có dám ra nói chuyện. Nãy bác nói là cho phép quay phim chụp hình. Nói chung là các anh chuẩn bị một cái đội hình cũng hùng hộ lắm. Đúng không, hùng hộ lắm. Nhưng mà con cảm ơn bác đã nhắc nhở.
đại diện một người nói thôi ạ. À. Xin trật tự, giáo dân không trật tự. Tôi có thể người đàn ông này. Anh ngồi xuống anh. Thank you.
con vô đây con quay. Cái con quay là để nói chuyện. Nếu mà con nghe hết. Tắm rồi lại khỏi cái đa có gì đâu bình thường. Bây giờ là cả cái đa nữa.
Anh em ra ngoài đường không được là tóm lại là linh mục Nguyễn Duy Tân đã không ra để đối thoại với chúng tôi, cho nên là khóa cổng, huy động giáo dân khóa cổng lại toàn thể chúng tôi. Đừng thành phố nắng hết mặt nắng. Trời nắng mà không cho người ta bịt mặt sao? Anh đừng có xô đẩy. Cô mà đem cô luôn bùng lên thôi. Mình là người có cơ hội nào trong đấy. Tôi ra tôi rồi, cho giám đốc tôi giữ cái xe là. Đó, tôi chưa cho đi đâu, nhưng mà chính anh là cái người đứng ở đó. Anh leo lên xe là bắt được. Xe này, tôi cho xe chạy đi, rồi bây giờ anh vô đây. Anh giả báo nói với tôi là đúng anh. Các anh nhà báo mà các anh có học mà các anh bị hiểu không? Anh đừng nói như vậy. Quá bị hỏi, trời ơi, mắt tôi quá bị hỏi. Chứng dân tôi thấy chính tôi nhìn thấy anh mà tôi nói anh đó cái dân dân tôi là ra dưới chiếc xe cái lại. Bởi vì cái nhóm người này đã dùng cái phương tiện này từ đâu tới chúng tôi biết. Mà trong khi có một quân cha ở đây à, chúng tôi giữ lại cái máy thằng của đây. Làm gì? Thì giết ông mà làm gì? Cái gì lúc nãy có lúc pháp là ông muốn cái gì không phải tôi. Chính quyền tôi đứng chỗ này ông muốn làm. Đi công việc trên quay lại. Đây 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 đây. Ông tôi gọi là nhà báo. Tôi có thẻ nhà báo. Tôi có thẻ nhà báo. Đưa thẻ ra đây, nhưng mà tôi cho anh coi được, tôi không để làm, tôi đưa cho chính quyền coi. Anh, chính quyền anh coi thẻ nhà báo. Thế được rồi, để đi.
sự các anh hơi bậy quá. Mà còn rất tiếc là các anh này nói là các anh này là một tập đoàn giáo xứ nào đó. Tôi nói với anh một lần nữa nha. Nếu mà nói giáo dân người tôn giáo chúng tôi, khắp thế giới này không có ai có một cái thái độ như các anh nghe. Anh cứ nói về cuối cùng. Bên nói bên nghe. Mình sẽ đối đáp nhau. Đối đáp. Em có về đây rồi. Em có về đây rồi. Chỉ yêu cầu là đúng chưa? Chứ cần giấy tờ về đây có biết người em còn không thử thử ở đây với em không biết chơi chứ. Em vô anh thấy như thế nào? Em nói. Bây giờ nghe nào. Bây giờ yêu cầu mấy anh chứ cần giấy tờ để cho công an biết hết luôn. Đó đây. Đó đó. Đó bỏ hết cái tờ đây. Nói thẳng luôn. Coi xong cả này cho bác đi. Nó kéo buộc cả mấy thằng nó cũng bố cha. Con lập biên bản tại đây được mà. Cái trách nhiệm đó là con. Vậy đó. Đúng rồi. Rồi. Nếu làm sao mà có vô thì đừng có trách dân. Đừng có trách dân. Cái đó là xã không có Là có ý kiến thứ hai. Bây giờ chú nói với con này, bây giờ con có mời họ về bản thân công đoàn của chú ở đây cũng không có tin được là họ về ra đường không, ra đường họ trốn mất. Chính vì vậy bây giờ con hãy ngồi đây, con lập biên bản cho chú. Đó, đúng rồi, khai tất tần tật ở đây. Vậy thôi, em làm đi, con tất cả mọi người. Nên một Nguyễn Duy Tân đứng trong nhà live stream thôi chứ không có dám ra, không có đối chấp, không có chịu đối chấp. Đi năm người có một con gái nữa. Làm cái gì mà bay người cứ vô ta biết mình ra là tụi ai không biết. Không ai nào có hỏi gì tiếng gì. Dạ, vâng anh bây giờ như như anh cầm cái máy camera này anh cứ đổ mặt ra có đi đâu mặt gì đâu cho người ta thấy cái mặt đi, tại sao lại phải đưa mặt đâu không có người anh em mình cái học xấu con cái mà con cái mà mặt xấu mặt xấu mặt xấu đối với chú là vô tư. Anh đã có vào đây rồi. Tức là bây giờ tôi nói cho chú nghe, không sao, em cứ bảo cái đó ra, em có đi đâu không sao ấy. Tức là bây giờ, chúng anh ở đây đang nghi là em có một cái tổ chức. Lần đầu tiên em tới 5 người, bữa hôm nay em đi một xe, tức là em có chuẩn bị, đúng không, có cả nhà báo này. Đó rồi còn em còn có cả một ba nữa mà đúng không? Đúng rồi, cứ ngồi vào đây, ngồi hết vào đây. Đó, không nói chuyện. Không rồi chứ, đừng nói lại đó. Không mà biết điều á, biết điều là không kéo vô đây mấy chục người để gì hết cả. Không rồi, không rồi. Không rồi, không rồi. Tại sao mình dám xin tên mình ra nha? Con xin tên rồi đúng. Như như vậy đó mình mới nói chuyện với nhau được đúng không? Đúng rồi. Anh với tư cách ở chung để cho mọi người giải quyết. Con rồi, con đó là trước. Đúng không? Yên tâm. Nếu mà cả anh nói giáo dân tôi đứng đây tôi sẽ là một người trung gian tôi nói chuyện được. Nói cho nghe biết sao. Anh đổi việc không để tôi giải thích rồi. Này. Mình nói là hỏi anh là nhà nhà nhà. Chúng tôi đến đây là chuyện nhỏ nhỏ nhỏ. Nhưng mà bây giờ anh đến đây làm gì? Chúng tôi đến đây là nhỏ thôi. PA88 tức là cái nhà nước ca xứ. Rồi bây giờ đã đối thoại 20 lần rồi. Thấy không? 20 lần rồi. Mình nói đây này. Còn đối với con đó bây giờ giáo xứ đang muốn là chúng con là cái tổ chức nào? Chúng con đến đây. Gây đối cho tôi. Bây giờ tôi vô nhà. Cho anh nói một câu nha. Bây giờ tôi vô nhà ông phải không?
tôi nói ông tổ chức phản động cái này cái kia ông chấp nhận không? Có quyền, có quyền, hỏi đó là an ninh, có quyền nói. Anh nói thì bọn em đâu có trả lời được. Cho tôi anh này, anh cứ đây. Thôi, cho tôi này. Không, cho tôi tỏ tường, không thôi. Quyền hành gì để? Cho tôi, không, cho tôi hỏi một câu. Tôi yêu cầu ông quậy ông cái này mấy người để làm gì? Tôi yêu cầu. Tôi có ăn sắp trên vậy, tôi bây giờ lập yên lạc. Tôi yêu cầu bà con cháu chân mình á, với những người không có nhiệm vụ chúng ta ra ngoài gốc cây chúng ta ngồi đây. Chúng ta ra ngoài gốc cây chúng ta ngồi cho nó mát đi. Rồi mời bên các anh có một vài người đại diện ở đây. Đó, với lại có bên chính quyền. Tôi yêu cầu chủ tịch xin lại đây, không cho ngồi. Đó thì bà con mình cứ bình tĩnh, bà con mình đi ra ngoài ngồi đi để cho thoải mái. Ở đây chúng ta có chính quyền. Ông Lý được rồi. Ông ra ông ngồi ông ghi danh sách những người này là cái biên bản. Ông ghi. Còn tôi báo cho anh biết tất cả các anh là phải cho chúng tôi coi giấy tờ. Còn nếu mà các anh không cho chúng tôi coi, thì chúng tôi không tin các anh, mà chúng tôi đã không tin các anh rồi, thì các anh hãy coi chừng đó. Họ mở khẩu trang thì còn chưa mở. Không tại vì họ xấu, họ cũng dám bảo. Tức là mời anh em mình, ông Lâm Lý, thư ký, ông Lâm, mời chú Thành. Tức là chú Thành là anh ra đây phổ biến, mời chú vào đây. Mời thêm đảng viên. Mời... cái này đề nghị chính quyền lập biên bản là chính thôi, chứ mình không cần phải lập biên bản. Mình không có tư cách gì lập biên bản cái này hết. Mình không làm, mình đâu có làm gì đâu. Mình không làm gì hết. Mình không làm gì hết. Không có một thằng nào khác mà đây trước khi là cho làm ở đây là cụ thể. Chính quyền người ta làm việc, mình làm sao có tư cách làm việc. Mà đề nghị của mọi người ta là giáo dục dân tàng của mình. Mấy chục người mà đi vô ăn hết bụng mà trong ca tụi bay không thấy dục thì vô đây dục có gì đây dục một người thì nói chuyện với một người thì coi xin cái một bay luôn. Bây giờ đang có bốn năm chiếc xe đồng đang đứng rồi á, mình làm sao cho nó tâm phục. Cái bây giờ cái như thế này giáo dân mình chúc phục. Đúng rồi, bác không có hy vọng là mình có thể nói chuyện với nhau. Không, nói chuyện thoải mái chứ. Tất cả là đối thoại là cái này đó. Nên nhớ ở Thọ Hoàng chưa xảy ra một cái chuyện gì bảo làm. Con rất là ủng hộ cái quan điểm của chú. Đúng là mình cứ đối thoại với nhau. Cái gì? Anh có thể thích ăn đường mà tôi có thể thích ăn muối. Đúng không? Mình đối thoại nhau. Không phải xin lỗi về bọn này. Bọn này anh... Giao chân. Không phải xin lỗi. Tôi đâu anh giáo nhưng mà đây. Nếu anh nó tôn trọng mình nó đâu kéo một bầy vô như này. Tôi là một đêm nào cũng có như tôi. Chết cũng có sáng vậy thôi. Hoàng Linh và thằng nào thì đưa mẹ xuống lên cho tôi. Còn không giúp lại bọn này. Không cho nó đi. Nếu cân ngờ anh thêm một tên được có lắm. Dạ, hy vọng là các bác có thể nghe con nói trình bày vô cho bác nghe. Không phạm thuộc. Có gì không có cho mình nói. Không có đủ tư cách để nói chuyện. Không có tư cách. Nếu mà con có tư cách thì con không có kém lên một bầy. Không cần xin lỗi, sống phạm tội cũng bất thực đặt ở mau đòn thôi. Em biết không, cha như hồi nãy anh nói đó, xúc phạm tình như thế nào đó. Chính quyền người ta đặt, người ta có cách. Cha đứng bên cửa sổ lại kêu ra. Cái cách rất là khéo, người ta làm thế nào thì trong làm cũng không xảy ra chuyện gì. Cha không có ra. Con làm việc. Nếu mà em theo dõi thì chứ không làm việc. Tôi chứ không mời đến làm việc. Mà đứng trong cửa sổ live stream ra. Vẫn công nhận là cái điều tôi đã phải làm lạnh. Đây kia là lên một cái giấy tờ. Khi mà trước khi đến đây cũng có nghe rằng là tôi cũng có làm việc với linh mục rồi. Cho nên là chúng tôi mới đến đây. Phí lời đó đi. Thấy không? Thấy không? Phí lời. May mà chưa xảy ra bạo loạn. Nghe giờ xuất trình giấy tờ nữa. Trình bày đề nghị công an.